Hơn 10 năm trước, cuộc sống của người dân trong thôn 6C, xã E Bang, huyện EK gặp muôn vàn khó khăn, nhưng nay diện mạo nông thôn đã có nhiều khởi sắc. So với 10 năm trước thì hiện nay đời sống của nhân dân là phát triển là cũng tương đối khá nhanh. Những cái năm đó là đây đa phần là nhà ván, mà cách đây chỉ trong vòng 10 năm là hiện nay không còn một cái nhà ván nào nữa. Đa phần là đã xây hết rồi. Và hai nữa là cơ bản là họ đã kiến thiết được các cái vườn của mình, là hiện nay đã đi vào ổn định. Với sự đồng thuận cao của toàn thể cán bộ và nhân dân địa phương, xã đã bê tông hóa, cứng hóa được gần 50 km đường xã và đường trục thôn, liên thôn, làm cho việc đi lại thuận lợi. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 52 triệu đồng trên năm, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo đa chiều giảm còn 8,2%. An ninh trật tự trên địa bàn xã luôn được giữ vững ổn định. Xã đã đạt 19 trên 19 tiêu chí của nông thôn mới. Đây là một cái chương trình mục tiêu quốc gia lớn, nó sẽ thay đổi toàn bộ cái diện mạo cái nông thôn và thay đổi đời sống kinh tế xã hội và cái nâng cao cái tinh thần vật chất của người dân. Chính vì vậy, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo một cách quyết liệt với sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị, cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận của người dân. Nông thôn mới thì người dân chúng tôi với là bản thân tôi thì rất là vui mừng vì có được đường xã đẹp, đi lại dễ dàng, không bị lầy lội. Dân chúng tôi ở đây với bản thân tôi thì ai có đất thì cũng hiến đất ra để làm, và tiền nông thì cũng đóng đầy đủ, tuy hơi cao nhưng mà cũng rất nhiệt tình. Để có được cuộc sống như ngày hôm nay, những năm qua người dân trong thôn 6C cùng với tất cả người dân ở xã E Bang đã chung sức đồng lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng nông thôn mới thành công.